Cho tôi miếng mì đi. Có. Tôi không bao giờ để Gia Bảo phải đói hết. Tôi thương nó như con của tôi vậy. Cô nói ai mà tin? Thì cô đã thuộc loại ó đâm nào rồi. Tôi không có. Tôi không có. Đáng bị tôi đánh lắm. Thả tôi ra. Cô đã để con trai tôi lăn lóc bờ bụi. Làm gì vậy? Anh kiếm gì cho tôi ăn? Ông trời hãy đánh chết con đi. Đánh chết con đi.